Tại tỉnh Lạng Sơn, sau khi tỉnh này có thông báo cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị chính thức khôi phục toàn diện hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, hàng nghìn công dân chủ yếu là các chuyên gia, công nhân, người lao động Trung Quốc đã đến cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị để làm thủ tục xuất nhập cảnh. Tại khu vực xuất cảnh cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, các lực lượng chức năng biên phòng, hải quan, kiểm dịch y tế đã tăng cường quân số, làm việc hết công suất, tích cực tham gia hỗ trợ hướng dẫn công dân. Trung tâm quản lý cửa khẩu huy động nhân lực phát 300 thùng nước miễn phí. Công tác xử lý giấy tờ nhập cảnh được tiến hành trong điều kiện phòng chống dịch bảo đảm nghiêm túc. Vì dịch bệnh nên tôi đã ở Việt Nam 3 năm nay chưa được về nhà. Nay cơ quan chức năng giải quyết thủ tục xuất cảnh thuận lợi, nhất là thời điểm trước Tết nên rất vui vì sắp được đoàn tụ với gia đình. Lực lượng chức năng cũng rất nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ để xuất cảnh sớm. Chúng tôi đã chủ động trong tất cả các công việc, đó là chuẩn bị về cơ sở vật chất, đảm bảo về hệ thống máy móc phương tiện, và hai là bố trí các con người tại các vị trí trọng điểm, đảm bảo cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh được một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất. Tại cửa khẩu Tân Thanh, từ sáng sớm đã có khoảng 250 phương tiện chờ xuất khẩu sang Trung Quốc, trong đó có hơn 70% là hàng hoa quả, nông sản. Do đã chuẩn bị các phương án sẵn sàng từ trước, cùng với sự tăng cường nhân lực của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, nên hàng hóa được xuất khẩu nhanh chóng. Chung là nghe cũng vui, mong cho xe nó thông thương cho nó nhanh, qua lại cho nhanh rồi, dịp Tết Nguyên Đán còn tới rồi, không xe lên. Trong đó là hải quan rồi cho xe qua nhanh liền trong ngày là để cho nó giải quyết cái nguồn hàng hóa cho nhà xe để về ăn Tết chung với gia đình. Hiện các lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn đang tích cực phối hợp tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để việc xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu diễn ra an toàn nhanh chóng.